Chào các bạn, mình là Tuấn Anh và đây là kênh Fresh Newbie. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng cái app MT4 ở trên điện thoại để thực hiện các giao dịch về Forex. Đầu tiên để cài đặt thì chúng ta sẽ vào phần CH Play hoặc là Play Store của Google. Chúng ta sẽ gõ là MT4. Các bạn tải app này về. Thì lập tức là cái app này sẽ mở giúp bạn một cái tài khoản demo. Thì chúng ta có thể bỏ qua phần này và các bạn ấn vào cái góc trên bên trái cái dấu mà ba cái sọc ngang này, chọn phần quản lý tài khoản, chọn vào dấu cộng ở góc trên bên phải, bạn chọn vào đăng nhập tài khoản hiện có. Ở phần tìm broker thì bạn sẽ tìm cái sàn XM, bởi vì trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn là đăng ký cái sàn XM rồi. Thì bạn nhấn vào broker đây, bạn gõ XM. Thì đây là những cái máy chủ của XM. Thì bạn có thể kiểm tra lại ở trên cái trang đăng nhập thành viên của XM hoặc là trong email mà XM gửi về xem là bạn thuộc cụm máy chủ nào. Sau đó bạn chọn xong cụm máy chủ rồi, bạn đăng nhập bằng số ID và bạn gõ cái mật khẩu của bạn thì bạn sẽ đăng nhập được vào cái tài khoản. Bây giờ mình sẽ nói về cái giao diện của MT4 khi bạn đã đăng nhập xong nhé. Bạn nhìn xuống góc bên dưới sẽ có 6 biểu tượng. Thì biểu tượng đầu tiên là cái mũi tên hai chiều, nó là biểu tượng của các cặp tiền đang giao dịch. Bạn sẽ thấy đây có một vài cặp tiền và bên trái bên phải đó là giá mid và giá ask. Bạn thấy nó chênh lệch nhau không ạ? Ví dụ euro USD là 1.1072 và cả hai bên mid và ask nó chỉ lệch nhau một, thì đây là 0.1 pip, tức là cái spread rất là bé do đây là cặp mà nó có đồng đô. Với những cặp mà không có đồng đô, ví dụ như AUD, CAD, các bạn thấy là 0.8886 và 0.8888, thì spread nó ghi bên cạnh ngay bên dưới là 10, tức là chênh lệch là 1 pip. Tương tự với AUD, CHF thì spread đây là chênh lệch 1.7, tức là gần 2 pip. Thì rõ ràng là chúng ta giao dịch những cặp mà cái spread thấp thì sẽ có lợi thế hơn. Góc trên bên phải có biểu tượng bút chì, nó dùng để bạn xóa đi hoặc là thêm vào những cái cặp tiền này. Nó để đảo vị trí này, đó, đảo vị trí cặp tiền, chọn xóa một cặp tiền gì đó hoặc ấn nút số cộng này để các bạn thêm một cặp tiền mới, được chưa? Nó đơn giản với cách dùng nhá. Như vậy là xong một cái cột thứ nhất. Cột thứ hai các bạn thấy có các thanh nến này. Thì đây chính là cái biểu đồ. Tuy nhiên biểu đồ này nó là dạng dọc và nó zoom vào zoom ra nhìn cũng khá là khó, nên thông thường chúng ta sẽ không xài biểu đồ ở trên cái MT4 này, mà các bạn nên xài trên trading view. Biểu đồ này chỉ xem thôi, còn nó không có ý nghĩa cho việc các bạn phân tích, bởi vì các bạn sẽ không có một cái góc nhìn tổng quan. Ok, cái thứ ba này, hay mũi tên này, nó là cái số dư tài sản và cái quỹ còn dư của bạn. Đây là một tài khoản demo, bạn thấy rằng nó là có 100.000 đô. Và khi các bạn đặt lệnh thì các bạn thấy rằng cái con số cứ thay đổi. Cái ô thứ tư là ô về lịch sử giao dịch, có nghĩa rằng khi bạn đã giao dịch rồi thì ở đây sẽ hiện ra là tài khoản của bạn nạp bao nhiêu, rút bao nhiêu, rồi các lệnh của bạn lãi bao nhiêu và lỗ bao nhiêu nằm ở đây. Các bạn ấn vào góc trên bên phải, nó sẽ có cái lịch này. Bạn sẽ xem được chính xác là trong khoảng thời gian nào bạn chia định lãi lỗ ra sao, thì bạn có thể chọn theo khoảng thời gian. Quay lại với ô biểu đồ thì chúng ta không cần xem biểu đồ, nhưng mà có một số phần sau cần chú ý. Ví dụ như hình đồng đô la này, để bạn chọn cặp tiền, sau đó bạn đặt vào nút dấu cộng ở đây
Thì đây chính là cái chỗ cái bản đặt lệnh. Chúng ta đã biết rằng là có các loại lệnh thế này. Thực thi lệnh nhanh ở đây chính là cái lệnh mà market order, tức là vào luôn theo giá thị trường hiện tại. Ngoài ra có 4 dạng lệnh chờ, mình đã hướng dẫn trong các video trước, gồm có buy limit, sell limit, buy stop và sell stop. Ở đây mình sẽ thử vào một lệnh theo cái lệnh thị trường nhé. Khi các bạn vào ô lệnh thì nó hiện ra cái bảng lệnh như này. Các bạn chọn khối lượng ở đây. Mình vào là 0.5 lot, 0.4 lot chẳng hạn. Các bạn nhớ đặt stop loss cho mỗi lệnh. Ví dụ đây là giá đang là mình muốn mua đi. Mình sẽ phải mua mức giá là 0.6750. Mình muốn SL tại 0.6740 nhé. Và TP tại 0.676. Chẳng hạn như vậy thôi. Còn việc các bạn đặt SL, TP ở đâu tùy theo cái chiến lược của các bạn. Lúc này mình nên mua. Các bạn thấy rằng là cái tính thanh khoản của thị trường rất là tốt, nên lệnh khớp rất nhanh. Và mình bắt đầu lệnh chạy. Đó, còn đây là cái con số màu xanh xanh này, cho nên là có lợi nhuận, đúng không? Quay lại biểu đồ thì các bạn thấy rằng đây là các vị trí mà mình đã buy ở đây này, mình đã SL ở đây, mình đã TP ở phía trên. Thế nên là nó hiển thị cho các bạn thấy rằng là cái vị trí các bạn. Khi bạn muốn đóng lệnh, bạn sẽ giữ nút này. Để bạn nhấn vào giữ vào cái lệnh đó, có nút đóng lệnh và sửa lệnh. Trong sửa lệnh thì bạn có thể sửa cái vị trí SL, TP. Còn đóng lệnh thì bạn có thể chọn đóng một phần, thì bạn sẽ giảm cái khối lượng đóng đi. Ví dụ mình muốn đóng 0.2 thì mình nhấn như này. Đóng toàn bộ là 0.4 thì mình để nguyên vị trí. Mình ấn nút đóng nguyên lợi nhuận này. Nhà lệnh sẽ đóng lại. Thì đây là cái cách để các bạn thực hiện thao tác đặt lệnh giao dịch ở trên app MT4. Thì bạn có thể thao tác thử với tài khoản demo để bạn quen với việc là đặt lệnh. Sau đó thì sau khi có một cái concept giao dịch mà bạn thấy ok, thì bạn có thể bắt đầu với 30 đô bonus từ XM để bạn lịch thử, hoặc là nạp vào khoảng 15 đô để thao tác thử. Chúc các bạn giao dịch thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.